trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường kinh tế thế giới nói chung và kinh tế trong nước nói riêng, để một doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển không phải là vấn đề đơn giản. Với sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu hoàn toàn khác biệt, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Nguồn Sống Việt đã mạnh dạn bắt đầu bước chân vào thị trường bán lẻ Việt Nam từ năm 2007. Song song đó là một nền tảng cốt lõi về nhân viên và ban lãnh đạo. Nguồn Sống Việt tạo nên một sức mạnh to lớn để bước đi vững vàng trên con đường đầy chông gai với doanh số tăng vượt bậc trong từng năm. Đến nay, Nguồn Sống Việt vẫn đang từng bước vươn lên trong thị phần phân phối, bán lẻ và dịch vụ chuyên nghiệp tại Việt Nam. Công ty Nguồn Sống Việt chủ yếu tập trung phát triển ở lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm nhà bếp và các thiết bị chăm sóc sức khỏe cao cấp đến từ các thương hiệu hàng đầu của Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan và nhiều quốc gia khác. Với các thương hiệu lớn như Magic, Iduka, Buheung, Welchi, Nguồn Sống Việt cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm như bếp hồng ngoại, nồi chiên không khí và cân bằng độ ẩm, máy ép trái cây, đai massage bụng, giải đệm massage, máy massage chân, các dòng ghế massage và các dòng máy tập thể thao cao cấp khác. Công ty Nguồn Sống Việt có một hệ thống phân phối rộng khắp trải dọc từ Bắc đến Nam với hơn 70 showroom trưng bày sản phẩm cùng các cửa hàng đại lý trên toàn Việt Nam. Năm 2015 là cột mốc đánh dấu sự ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển thương mại đầu tư cũng như lĩnh vực phân phối bán lẻ. Cũng trong năm 2015, Nguồn Sống Việt sẽ vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh trên xu hướng hội nhập, hợp tác toàn cầu hóa. Bên cạnh những đối tác chiến lược trong nước đã và đang cùng Nguồn Sống Việt phát triển tại thị trường Việt Nam như hệ thống trung tâm điện máy Nguyễn Kim, hệ thống trung tâm điện máy Chợ Lớn, hệ thống điện máy Phan Khang, hệ thống điện máy Pico, hệ thống điện máy Thiên Hòa, hệ thống điện máy HC, hệ thống điện máy Trần Anh, hệ thống AIN, hệ thống siêu thị Metro Cash & Carry Việt Nam, siêu thị Big C, Lotte, Highways, hệ thống trung tâm thương mại Vincom. Hệ thống các kênh truyền hình lớn như SCJ, VGS, Lotte Đất Việt, AZ Shop, hệ thống các website thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam, Lazada, Hotdeal, Mujung, Meta, v.v. Cùng với sự phát triển của hệ thống các chuỗi cửa hàng và showroom toàn quốc, công ty Nguồn Sống Việt cũng không quên chăm lo cho các khách hàng của mình bằng những dịch vụ hậu mãi tốt nhất, từ chính sách giao nhận đến vận chuyển. Tất cả đều nêu bật lên mục tiêu, phương châm và sứ mạng của công ty. Với Nguồn Sống Việt, mỗi khách hàng đều là những người bạn thân thiết để tập thể Nguồn Sống Việt chăm sóc một cách tận tình và tạo ra được những giá trị tốt nhất cho khách hàng cũng như cho chính công ty. Tại Nguồn Sống Việt, các thành viên đã thực sự cống hiến cả tuổi trẻ, sức lực, nhiệt huyết, quyết tâm cùng nỗ lực vươn đến một mục tiêu chung của cả công ty: phụng sự và chăm sóc khách hàng chu đáo nhất. Trong sự thành công từng bước đó, không thể không kể đến sự dẫn dắt tận tụy và nhiệt huyết của ban lãnh đạo công ty trong công cuộc phát triển và hội nhập với thế giới. Với sự cống hiến nhiệt tình và hăng say của toàn thể doanh nghiệp, công ty Nguồn Sống Việt luôn đưa ra các hoạt động gắn kết tập thể, hoạt động đội nhóm, các chế độ nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm để tạo ra một môi trường làm việc tốt nhất và cung cấp nhiều giá trị nhất cho cán bộ và nhân viên công ty. Và có thể chắc chắn một điều rằng, tương lai Nguồn Sống Việt vẫn đang hướng đến và bước đi, đó là một tương lai tươi sáng, tốt đẹp, cùng thị trường nhiều tiềm năng. Những thành viên Nguồn Sống Việt chắc chắn sẽ cùng nhau đoàn kết, chinh phục mọi đỉnh cao, đưa Nguồn Sống Việt trở thành công ty xuất nhập khẩu và phân phối hàng đầu Việt Nam. Nguồn Sống Việt, một chặng đường phát triển hướng đến tương lai.